và hội cái kiểu gì đây. Đây có đang cái đèn đầu những con đường này, trọng xe từ đường này. Đây là con đường được tổ chức hội mà không biết hội gì. Quán ăn thì không có, có được mấy phố mấy quán nước trà chơi cho trẻ con. Ở bên kia có phố một cà chị đang hát cứ thế. Đây là quán xe bánh kia bánh xe. Thank you.